Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thị Vân, tôi đang sinh sống tại Giác Sơn Nam, là một trong 8 xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi tổ chức Liên Lai đang thực hiện hỗ trợ. Tôi đã tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2020 và hiện tôi đang là cộng tác viên của tổ chức Good Label tại Việt Nam, văn phòng dự án tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi tôi đang sống là một huyện vùng núi nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tại đây, điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều hạn chế. Tôi từng là trẻ bảo trợ của tổ chức GNI từ năm 2012 đến năm 2020. Rất may mắn cho tôi, trong 9 năm qua, tôi đã được rất nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ tổ chức GNI. Hiện tôi đã 19 tuổi và tôi không còn là trẻ bảo trợ nữa. Sau khi trở thành trẻ bảo trợ của tổ chức GNI, hàng năm tôi nhận được những hỗ trợ như quà hàng năm, dịch vụ khám sức khỏe, các chương trình ngoại khóa nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em. Tại địa phương chúng tôi, GNI có những chương trình hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sinh kế. Các anh chị, nhân viên của tổ chức GNI thường xuyên đến nhà tôi thăm hỏi gia đình và tình hình học tập của tôi cũng như những trẻ bảo trợ khác. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Những sự hỗ trợ của tổ chức liên lai giúp tôi và các bạn nhỏ có thêm động lực để học tập và phấn đấu. Đối với những người mong muốn làm trẻ bảo trợ trong tương lai, tôi sẽ nói về những việc có thể đóng góp và giúp ích cho cộng đồng và những trẻ em khó khăn thông qua các chương trình bảo trợ và các hoạt động hỗ trợ khác của liên lai. Tôi tin với những ý nghĩa to lớn đó, họ sẽ trở thành những nhà tài trợ hạnh phúc. Chương trình ý nghĩa và thiết thực của tổ chức Good Label.